Chị đấy à? Cô Mai đến chơi đấy à? Con dâu đâu mà chị lại quét nhà quét cửa như thế này? Nó đi làm. Cô ngồi xuống đây. Chị có làm sao không? Cái lưng nó hơi đau một tí thôi mà. Cô đến chơi à? Mẹ làm sao đấy ạ? À? Mẹ không sao con ạ. Cô làm gì? Bắt mẹ chồng cô lau dọn nhà cửa như thế này. Thì cô, cháu nó có bắt đâu. Con đã dặn mẹ ở nhà là đừng làm việc nhà rồi. Đi vào trong nhà dọn cơm đi. Để mẹ chồng cô dâng lên tận miệng mới đi ạ. Vâng, cô Mai là ăn cơm ạ. Không dám, tôi mở lại có khi bắt tôi rửa bát. Thôi đi. Cô Mai đấy à? Em sang thăm chị, xem cái lưng của chị nó như thế nào. Thế mà đã khỏe như con, dậy phục vụ con dâu. Cô Mai qua chơi à? Cô làm sao đấy? Ủa, cái lưng của em chị ơi. Diệu, Diệu, ra nhặt đốt cho mẹ mớ rau để mẹ xem lưng của cô thế nào. Nào, ngồi xuống đây. Chị thấy cách của em được không? Thế không phải là cô bị đau lưng à? Nó làm tôi hết cả hồn. Con dâu tôi ý, nó là đứa biết điều. Ba cái việc nhà này mình giúp nhau là vì tình cảm chứ không phải là vì bổn phận. Tôi với cô đã đi làm dâu rồi mình hiểu. Bây giờ tôi vào tôi giúp nó một tay nhá.